Rồi, dạ vâng, hôm nay em Dư lại tiếp tục phần 2 chia sẻ các cái vấn đề về pin năng lượng. Thì video hôm trước có khá là nhiều anh vào comment. Thì em không phải là cái dân chuyên về cái ngành điện điện tử này. Thực ra thì mình bán hàng thì mình biết tới đâu mình làm tới đó. Cái của em là không phải là cái dạng biết theo cái dạng mà mình học lý thuyết ra xong mình làm, mà là trong quá trình bán hàng tiếp xúc với cả ngàn chiếc solar rồi, và nó trở thành cái kinh nghiệm và nó trở thành một cái gọi là cái trải nghiệm về cái việc sử dụng. Rồi sau đó em mới tìm hiểu dần dần nó khác với lại như thế. Thì có một số anh comment cũng là một cái cách tương tác, thì nay em cũng sẽ mới rảnh nè. Công việc của em rất là nhiều, thành ra là mình biết tới đâu là mình làm tới đó, và mình nhớ tới đâu thì mình trả lời tới đó thôi. Có một số cái thì đây, ví dụ như anh này anh nói là làm gì có pin thạch anh, chính xác là anh nói đúng. Ở đây thì em đã có tìm hiểu thêm, đây đọc hồ đồng hồ thạch anh là gì. Thực ra là không có pin thạch anh, chỉ có đồng hồ thạch anh thôi. Và đây chính xác là cái miếng thạch anh này. Ở đây nó có chú thích rất là rõ. Đó, số 5 chính là cái tinh thể thạch anh. Thì do đồng hồ thạch anh á, viết tắt là đồng hồ quạt, là sử dụng pin, cho nên á, là đa số là những cái anh em đồng hồ hay là những người thợ họ hay nói á, đồng hồ quạt là đồng hồ thạch anh. Và cái gì, bởi vì nó sử dụng pin cho nên là gọi là pin thạch anh. Nhưng mà đúng chính xác là đồng hồ thạch anh thì luôn luôn sử dụng pin. Là mình tách ra hai cái gì đó, cho nên cái chuyện mà anh nói không có pin thạch anh đó là đúng, chỉ có pin sạc và pin không sạc nha, chứ không có cái vụ mà pin thạch anh đó. Chỗ này em sai chính xác. Rồi một cái, rồi cái nó có đó là cái cũng chuyện nhỏ, không ai quan trọng, tại vì nó cũng không có liên quan tới chuyên môn. Có một số anh em nhắn như vậy nè, đó nó ship code là đây là những cái người khách, và rất nhiều người khách vô mua hàng đó nha, là hỏi hành từ sáng tới chiều, hỏi rất nhiều, xin chụp hình máy móc các kiểu thôi, coi như là chăm sóc phục vụ coi như là từ sáng tới chiều luôn. Mà cái lúc mà em, thật ra em ghét là gì, mình ghét một cái đó là cái lúc hỏi thì rất nhiệt tình, nhưng tới cái lúc chốt là im re để xem. Ví dụ nói một tiếng anh thấy chưa hợp á. Nhưng mà không, những cái người này á, em rất là ghét cái vấn đề mà không chịu có một cái câu trả lời để nó kết thúc giao dịch. Thì những cái người này em không bao giờ muốn bán hết á. Mà đã không muốn bán rồi á, thì em nói nặng luôn để làm chi, để mình khỏi gặp lại. Tại vì nếu mà gặp lại á, là lại hành tiếp đó. Em là không có thời gian để mà mình phục vụ cho những cái người như vậy. Đang bận mà gọi gì. Rồi tiếp theo nè, anh này nè rất là may mắn mua một chiếc Citizen dùng tới 5 năm nè. Đây 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 là một cái cần cái kiến thức chuyên môn nè. Nói phơi nắng á, ra phơi nắng thật á, thì lại ẩn đồng hồ. Thì em có hỏi á, biết bao nhiêu độ đã ẩn không á, thì nó bắt đầu là làm sao. Thử cầm mấy con G-Shock cao su. Không biết cái anh chàng này là người bán hay là người dùng. Và những cái giòn cao su đó thì như thế nào. Và ở đây anh nói nếu mà dây da á, thì mang ra bạc màu là đúng rồi. Người ta phơi nắng là người ta tháo cái máy ra người ta phơi thôi, hoặc là dây thép người ta phơi thôi, chứ khi mà lấy dây da ra phơi thì nó hư là đúng rồi. Có nghĩa là anh nói những cái mà ai cũng biết, thì mấy cái này thì chẳng cần trả lời nữa. Nhưng mà là bao nhiêu nhiệt độ thì đồng hồ nó bị ảnh hưởng. Đó là một cái chi tiết rất là quan trọng nha. Đây, đây là thông số của hãng nó đưa ra về cái giới hạn tối đa của cái việc mà nhiệt độ nó ảnh hưởng tới đồng hồ năng lượng. Đây nè, đó là trong cái khoảng từ âm 20 độ C cho tới 60 độ C. Nhưng mà đây chỉ là một cái thông số, gọi là thông số do nhà sản xuất nó đưa ra thôi. Và nó đã có test, nhưng mà nó không có khuyến khích mình là phải phơi mà nắng gắt như vậy. Giống như cái thông số kháng nước là 53 ở 50 m, 100 m hay là 2 300 m, thì chẳng có ai mà đó là thông số
Nhưng không phải là mình test bằng cách là nhảy xuống bơi cả 10 mét để coi thử là nó có kháng nước hay không thì cũng không ai làm. Đó chỉ là một cái thông số hãng nó đã qua các cái kiểm định, các cái thử nghiệm. Thì cái thông số mà đồng hồ solar khi mà chúng ta đi phơi nắng thì luôn luôn nó khuyến cáo là mình phơi trong mát thôi, đặc biệt là ở gần cửa sổ. À, thế nhưng á, hầu hết những cái đồng hồ solar, những cái tấm solar đây nè, lâu ngày nó đã bị yếu rồi, thì chúng ta phơi ngay cửa sổ nó cũng không hiệu quả luôn. Cho nên là mới phải đem ra nắng, và mình sẽ phơi ở những cái nhiệt độ cỡ chừng là cỡ 30 thôi. Mà em thấy nhiệt độ ở Việt Nam mình á, và những nắng gắt thì có thể lên 35, 36, chứ còn mà lên tới 60 độ á thì thật sự là quá nóng. Cho nên nó làm sao âm, ở nhiệt độ âm thì Việt Nam mình đâu có nhiệt độ âm mùa đông tới mức này. Mà nếu có thì trời nó cũng rất là âm u, chắc chắn là sẽ không đủ nắng. Cho nên đây chỉ là một cái thông số do nhà sản xuất đưa ra, chứ về thực tế thì mình sẽ phải làm việc theo cái thực tế. Ví dụ như hiện tại ở chỗ em đây đang nắng nè, giữa trưa nắng em ra em làm cái clip này thì hiện tại nó vẫn đủ cái độ mát mà em vẫn chịu được, hình như chắc cỡ 28, 29 thôi. Tại vì mấy bữa nay chỗ em mưa rất là nhiều, tự nhiên hôm nay là không có mưa nè. Chứ còn mấy nay ngày nào cũng mưa đó, cho nên bữa nay nó mát. Cho mấy bữa trước đó nha, 8 giờ sáng rồi em ra em quay một chút là nắng nó lên nó gắt chịu không nổi. Thì đây là cũng là một cái nhiệt độ thích hợp để mình có thể sạc đồng hồ, vì cái lượng nắng lượng nóng cái nhiệt độ nó không có quá cao, nó sẽ không có ảnh hưởng tới đồng hồ nhiều. Còn về việc năng lượng, hôm nay sẽ có một số cái cũng khá là hay. Như đã nói nha, đồng hồ năng lượng thì nó sẽ gồm hai viên pin, đó là thứ nhất là cái tấm năng lượng này, và thứ hai chính là cái viên pin sạc. Đây, thứ hai là viên pin này. Thì một cái đồng hồ năng lượng mà nó khỏe khi và chỉ khi cả hai cái này đều khỏe. Với cái quảng cáo là mình phơi 2 tiếng để trong tối 6 tháng, đúng không? Với điều kiện gì? Với điều kiện là cái này nè rất khỏe và cái này cũng rất khỏe, nó giống như là một đôi giày nó đi chung với nhau. Nhưng mà cái chiếc giày này nè không quan trọng bằng cái chiếc giày này. Cái chiếc giày này cho dù nó có chết hay nó có hư hay nó có lỗi gì thì sao, thì khi đó cái chiếc giày này nè nó mới quyết định là đồng hồ vẫn chạy. Rất là nhiều cái đồng hồ của em nha, về nhà phơi nắng cỡ nào nó cũng không chạy hết á, thì em chỉ việc thay cái viên pin này thôi là nó đã chạy rồi. Thì cái đó khi đó thì cái tấm solar này chắc chắn là nó đã chết rồi, nó bị lỗi trong quá trình sản xuất, hay là nó bị làm sao đó, có thể là nó từng bị vô nước, hay nói chung em không biết là tại sao nó chết. Nhưng mà nếu như không có cái tấm solar này, mà nếu cái viên pin sạc nó còn khỏe thì đồng hồ vẫn chạy ngon lành. Còn nếu như cái viên pin này nó mà yếu, còn cái viên pin này siêu khỏe luôn, em bao nó siêu siêu khỏe luôn thì sao? Thì mình ra nắng nó chạy vô nhà nó đứng. Nếu nó siêu khỏe thì chắc nó vô nhà nó chạy được vài phút là nó đứng. Điển hình như cái đây. Ở đây là một cái đồng hồ Seiko năng lượng, hiện tại đã tháo viên pin sạc. Và làm sao? Đây. Thấy không? Đó, chỉ cần mà tiếp xúc ánh sáng là bắt đầu nè, nó chạy nè, kim dây nè, nó chạy nè. Nó đang reset đó cả nhà. Rất là khỏe đó chưa. Còn mà đó là do cái tấm năng lượng nó còn khỏe. Chứ nếu mà cái tấm năng lượng nó yếu là nó nhích từng kim, từng kim, từng nghiêm, từng nhích từng dây đó. Nó rất là thảm. Và cách đây cỡ chừng 4 tháng em có một cái đồng hồ Seiko mà cái viên pin sạc cái này nó chai rồi. Còn cái viên pin năng lượng này nó rất là khỏe. Nó khỏe tới mức á, mà em phải ra, em mới vừa ngồi đây nè, em vừa ngồi đây vừa vừa reset á, reset kim, reset lịch này kia hết á. Xong em đem vô nhà cỡ chừng nửa tiếng sau là nó đứng á. Thì cuối cùng em mới đặt cái viên pin đây về để mình thay á, thì là nó chạy ngon lành. Đâu đây, hình như em còn hình cái đồng hồ đó. Cái con Seiko đó, Seiko đời mới, nó mắc tiền ghê lắm. Mà nó vẫn bị cái vấn đề là pin nó bị yếu đó. Thì nguyên nhân chính
của cái việc mà pin nó yếu đó là do chúng ta ít xài, hoặc là do chúng ta không có chịu đem nó đi phơi. Đây, chính xác lại con đây. Ồ má ơi, nắng chói quá, mấy anh thấy không ta? À đây nè, thấy đây nè. Đây là cái dòng Rai cao cấp nè. Con này là tắm năng lượng còn rất khỏe mà viên pin sạc nó bị yếu. À thế là cuối cùng là em mấy ngày trời luôn đâu có reset được. Em phải ra vừa cầm đồng hồ vừa phơi nắng để mà reset kim đó. Nhưng mà cuối cùng thì đem vô nhà nửa tiếng là nó đứng, cho nên cuối cùng em phải đặt một cái viên pin sạc và em gắn vô thì em mới bán. Đó chính là cái tâm bán hàng của em về những cái khoản solar này. Ai mua hàng của em lâu ngày em đều biết hết. Còn những người mới không tin thì chắc chắn là không thể nào mua được. Và riêng những cái dòng đồng hồ si mà hàng si tuyển á, thì cũng chỉ bán cho những anh em mà nó chịu chơi, biết về đồng hồ chơi thôi. Còn anh em mà biết sơ sơ thì cũng khó chơi đó. Đây, hai chiếc đồng hồ mới nhất của nữ. Và đây là cái đồng hồ mà cái video đợt trước của em á, là anh khách anh gửi đồng hồ đây để em thay pin. Nó rất là mới cả nhà. Em cầm cái đồng hồ lên mà em ngạc nhiên luôn. Nè, anh em nhìn cái bộ dây nè, khó nè, thấy không? Gần như là mới không tì vết luôn mà pin yếu. Em vừa mới đi thay pin chiều hôm qua, thì hôm nay sẵn tiện mình làm tư liệu, rồi sau đó chiều nay ship cho khách. Còn cái chiếc này là ngày hôm qua em cũng đã quay. Và con này á, hiện tại là đã chỉnh chuẩn giờ rồi, khách cũng chốt rồi. Mà cái con này nè, khi mà nó về nó cũng không chạy. Cách đây 2 ngày, lúc đó là ở Nha Trang trời đang mưa đó, và em nắng rất là yếu, nắng yếu hơn hiện nắng hiện tại nhiều lắm. Cho nên là em để ngồi sân như vậy nè, mà cỡ chừng nửa tiếng sau thôi nha, em ra là em thấy nó chạy ngon lành. Sau đó là trời có mưa, thế là em cầm đồng hồ vô em thử reset, reset được luôn. Chứng tỏ là sao? Viên pin năng lượng, cái tấm năng lượng của cái con này còn rất khỏe, còn rất tốt. Ăn đứt cái tuổi Citizen này, riêng cái thằng Citizen nha, cái tấm năng lượng của thằng Citizen này nó tệ vô cùng vô tận luôn. Em là cái thằng mà chuyên bán Citizen từ những cái ngày đầu mà mình tập tành bán đồng hồ. Mình chết biết bao nhiêu con này, mình tốn biết bao nhiêu tiền vô. Nhưng mà mãi tới một năm gần đây em mới biết cái nguyên nhân chính. Em mới hiểu về những cái thằng mà năng lượng, những cái thằng viên pin đây nè. Đó. Thành ra đồng hồ năng lượng, pin siêu khỏe là nhờ cái tấm năng lượng này nó khỏe. Tuổi thọ của nó bền, nó khỏe, thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó kéo dài tuổi thọ ra. Nhưng mà cái viên pin để quyết định đồng hồ hoạt động tốt là do viên pin sạc, chứ không phải là viên pin năng lượng đó, không phải là cái tấm năng lượng đó. Ok chưa? Còn cái con này nè, lúc mà em về em phơi nắng á, thì lát sau thì nó có nhích kim, nhưng mà vừa mới đưa vô nhà cái là nó đứng kim liền. Là có nghĩa là con này tấm năng lượng nó cũng yếu rồi. Còn con này tấm năng lượng rất là khỏe, và sau khi đã trải qua rất là nhiều, vô cùng nhiều, thì em vừa kết luận rằng cái thằng Citizen là cái thằng mất dạy nhất. Cái tấm pin năng lượng này của thằng Citizen là tệ nhất. Rồi tiếp theo, lý do tại sao mà em dư nói thay pin thì mấy anh ưu tiên mấy anh gửi pin ra cho em. Có hai vấn đề. Thứ nhất là em phải kiểm tra xem là cái do lỗi IC nữa kìa. Tại vì nếu như mà nó bị lỗi IC, mình thay pin vào, nó chạy cỡ chừng nửa tháng là nó sẽ hết pin lại. Thứ hai là đồng hồ của anh em, nếu như phơi nắng mà có nhích kim thì em mới nhận, còn mà phơi nắng nó không nhích kim thì có thể là do cái lỗi khác nữa. Và tại sao phải gửi pin cho em thay? Đây, lý do chính là ở đây. Những cái viên pin của benzin của hãng nó sẽ có cái thanh đồng đây nè. Đây là một con Casio, cũng là năng lượng luôn, nhưng mà thằng Casio á, cả nhà để ý nha. Đây nè, ở đây nó sẽ có một cái bát cực âm. Thì cái bát cực âm của thằng Casio là nó đính vô trong máy luôn. Cho nên là cái viên pin của thằng Casio nó sẽ là viên pin trơn. Nó sẽ là viên pin trơn như vậy, mà không phải, nó không hề có cái thanh cực âm màu vàng như vậy.
Đây là một con Citizen nè. Đây, ở đây em vừa có lấy ra một cái lên để mình test cho anh em nghe thấy. Đây, viên pin năng lượng của thằng Citizen là nó sẽ có cái thanh cực âm vàng này. Thì ở trong máy nó sẽ có cái hố, thì cái hố này chính là để chứa cái thanh cực âm này. Thì cái thanh cực âm này nè, đây là một cái viên pin thường đó nha. Đây, viên pin thường này. Đây là đồng hồ thường nha, không phải đồng hồ năng lượng. Đây. Đây, cái đây nè. Cái miếng này chính là cái miếng cực âm. Đó, để kết nối giữa viên pin với cái bộ máy. Một cái điểm khốn nạn thứ hai của thằng Citizen là ở chỗ đó đó. Khi mà nó sản xuất ra cái bộ máy, nó đính cái, nó để hàng cái thanh cực âm này vào trong viên pin để làm chi? Để khi hết pin là bạn phải tới chỗ tôi. Chỉ có tôi mới cung cấp cho bạn những cái viên pin có cái cực âm này thôi. Còn nếu như những cái dòng Casio nè, Casio năng lượng nè, nó là vì cái thanh cực âm nó đính vô trong máy luôn, cho nên mình chỉ việc mua viên pin ở ngoài mình gắn vô cái là xong. Em lấy ví dụ như cái chiếc này sử dụng pin MT920. Đây. Đây là pin MT920 thì cái số volt của nó chỉ có 1,5V thôi. Hôm trước có một anh khách hỏi em là gắn viên pin thường được không, thì em có trả lời là có. Và lý do tại sao gắn được, đây là thông số nè. Ồ, nắng với mấy anh thấy không ta? Thôi chịu khó một xíu nha. Đây là viên pin thường SR920. SR là viết tắt của từ server là bạc, thì cái phần đó lát nữa em cũng sẽ chia sẻ sau. Số vôn của nó là 1,5V nè. Còn đây là pin năng lượng, đây MT920 nè. Ok chưa? Hy vọng mấy anh thấy. Đây MT920, số vôn của nó cũng chỉ là 1,5V thôi. Chỉ cần mà đúng vôn, đúng dòng là đồng hồ nó sẽ hoạt động được. Cho nên những cái dòng pin pin sạc như vậy là chỉ là nó không có tính năng sạc thôi. Nhưng nếu như cái tấm solar này nó đã chai thì cái chức năng sạc của nó đâu còn ý nghĩa nữa. Khi đó toàn bộ đồng hồ nó chạy được là nhờ cái viên pin nhờ cái viên pin thường thôi. Ok chưa? Nếu như một chiếc đồng hồ bình thường mình thay pin, mình xài bao nhiêu, mình xài cỡ chừng 1,5 năm hết pin, thì bây giờ cái viên pin cái đồng hồ năng lượng này mình gắn bình thường thì nó cũng vậy. Mình xài nhiều nghịch nhiều thì nó mau hết pin nhiều, nhưng nếu mình để chỉnh nó lịch vạn niên ngon lành thì cứ sau 1,5 năm 2 năm gì đó mình ra mình thay pin là xong. Không có một cái chút trở ngại hết á. Sợ dĩ nếu ở đây có một cái sự tiếc đó là chi, đó là viên pin năng lượng 600-700 ngàn, còn viên pin thường có 50-70 ngàn. Tiếc ở đây là mình tiếc thôi. Thứ nhất là mình tiếc ở cái công đoạn cái viên pin nó mất tiền. Thứ hai là mình sợ là gắn pin thường thì nó ảnh hưởng cái này kia. Nhưng mà cái thông số kỹ thuật, cái nguồn gốc cơ bản của nó đó là sao, cứ đúng vôn đúng dòng là nó sẽ chạy, không có trở ngại gì hết. Em cũng rất là ngại khi mà mình chia sẻ cái chi tiết này, bởi vì có một số anh thợ, anh lái đó, anh biết cái vấn đề đó. Thì sau này là anh sẽ nói chung những người mà bán hàng có tâm thì khác, còn những gian thương thì họ sẽ lợi dụng cái chi tiết này để họ thay những cái viên pin thường. Rồi vậy nha. Còn gì nữa ta? Viên pin đúng rồi. Đợt trước em có lý giải tại sao mà cái viên pin năng lượng á nó quá mắc tiền. Đặc biệt là cái thằng mà CTL, cái mẻ pin CTL là không có thay pin thường được. Chỉ có cái mẻ pin MT920 thôi cả nhà. Thì cái thằng CTL á, cái pin thường, cái viên pin của nó, ôi cái này lát nữa rảnh làm đi. CTL621. Lithium. Đây. Cái nhà đây nè. CTL 621F hoặc là 920F, nó là viết tắt của từ
coban titanium, lithium. Thì cái vật liệu coban titan này nó rất là mắc tiền. Còn ở đây mình sẽ có cái dòng mà MT920 á, nó là viết tắt của từ mangan. Thành mẹ cái chất liệu mangan á thì nó sẽ không có mắc tiền bằng cái thằng coban, cho nên cái thằng pin MT này nó sẽ rẻ hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái viên pin này nè. Đây, em lấy ví dụ như đây là pin SR927 dành cho những cái đồng hồ Thạch Anh á. Đây này, SR là viết tắt của từ server, có nghĩa là bạc. Đó, thì bạc, mangan, đó là những cái vật liệu rẻ tiền. Cho nên những cái viên pin này nó rẻ tiền là như vậy. Chứ còn mà bản chất bên trong những cái viên pin này nó đều là bằng axit thủy ngân hết. Đó, mình đập nó ra thì bên trong nó cũng vậy thôi. Còn cái thằng mà đây, CTL920F. Đó, ở phía bên ngoài của nó là cái phần cực âm ở dưới này là nó phủ một cái lớp titan. Còn cái phần cực dương trên này nó phủ cái lớp coban để nó bảo quản viên pin tốt hơn, nó không bị phồng pin nổ pin. Nó rất là bền để nó bảo vệ cái bộ máy của chúng ta nữa. Còn đây là những cái viên pin Vinit, những cái viên pin China. Nó sử dụng một cái lớp phủ ở bên ngoài nó rất là tệ, chất lượng nó rất là kém. Nhiều khi em đang ngồi làm việc này nè, em nghe nổ bùm bùm thì toàn bộ là chỉ có những cái thằng pin Vinit China là nó pin nổ thôi. Thứ nhất là cái chất bảo quản bên ngoài nó kém, thứ hai là nó chịu nhiệt không có được, là tự động là nó nổ thôi. Thì khuyến cáo mấy anh khi mà mình em đi mua hàng ở lái nó toàn gắn mấy viên pin hay không à, về em bỏ hết. Mấy anh mà hiện tại đang xài đồng hồ mà đặc biệt là đồng hồ 6 kim, mình đừng có gắn những cái viên pin Vinit này. Em chỉ mình mua mấy cái viên pin mà Mureta đó. Pin đó là nó là một thương hiệu con của thằng Sony. Nếu mà có điều kiện thì mình mua pin Maxell hay là pin pin Renata có thụy sĩ thì nó quá tốt, nhưng mà pin thụy sĩ thì nó mắc tiền, mà mình gắn vào thì nó cũng chạy cỡ 5-5.5 thì nó hết pin thôi. Nó cũng không khác gì pin Nhật là mấy, tại vì cái dung lượng hàm lượng của nó là đều như nhau. Và bên cạnh đó, cái viên pin Maxell ở ngoài thị trường nó có hàng nhái đó. Thành ra là anh em cũng nói chung là mình cần, em biết cái gì thì em chia sẻ cái đó thôi. Còn cái phần lựa chọn này cũng phụ thuộc vào các anh. Còn cái lý do chính mà em tìm hiểu những cái viên pin này, chẳng phải đam mê đâu cả nhà ơi, vì em mua sinh kiếm tiền thôi. Em có bán pin. Đây là pin 920, pin sạc năng lượng dành cho những cái dòng pin 920. Và đây là những viên pin 621. Thì pin 621 sẽ là 150, pin 920 là 250. Khuyến khích là quên em gửi hàng cho em, em thay pin kiểm tra rồi em gửi về. Thành ra là đa số khách lạ là không có dám gửi đồng hồ cho em đâu, thì em cũng không có quan trọng gì mấy. Ví dụ như viên pin đây là CTL920F, nó đã làm sao? Nó đã yếu rồi. Nó chỉ có hơn 1V một chút xíu thôi, trong khi những cái viên này á dung lượng của nó là 2V3 chưa sạc, còn nếu sạc thì nó sẽ nhảy lên tới 2V7 3V lận. Cho nên là pin này coi như là toàn. Còn đây là pin 621 nè, thấy không, nó lên tới gần 3V luôn. Ở đây là cỡ 2V rưỡi nè. 2V 2V rưỡi thì là 2V rưỡi là quá đạt yêu cầu rồi, tại vì thông số của hãng là chỉ có 2V3 thôi đấy. Và đây là những cái viên pin mà rất là khỏe, cho nên là pin mới luôn chứ không phải pin cũ nha. Cái pin mà mình lấy cái chiếc này mình sàn của cái đồng hồ khác mình sàn qua nó cũng mất công, và nhiều khi là pin cũ á nó cũng không có hiệu quả bằng pin mới đâu. Đây là viên pin 920 đó, cũng cỡ 2V rưỡi, thành ra là cả nhà mình yên tâm. Anh em nào mà mình có những chiếc đồng hồ pin nó bị yếu thì gửi cho em. Em thay pin xong rồi em sẽ gửi lại, nó còn nhanh hơn là mấy anh chờ cái tiệm đồng hồ ở gần nhà mình nó nhập về để nó thay luôn. Đây là viên pin bình thường 927 nè, thì chỉ có 1V rưỡi chứ nhiêu đâu. Đúng rồi, còn cái thằng này nè, tại sao cái tụi này giá nó cao gì như lúc nãy em Dư nói rồi đó,
cái thằng pin CTL ấy, nó mắc tiền ấy, là do cái chất liệu của nó coban và titan nó hiếm, nó mắc tiền. Còn về cơ bản ấy, thì cái dung lượng ở bên trong của nó thì cũng chỉ có 2 V mấy thôi. Về mấy anh em nó có những cái remote xe hơi hay là remote tủ gì đó, những viên pin to đó cũng 3 V, thậm chí là lên 3 V 7 luôn. Mình mua bao nhiêu, 5-70 ngàn chứ nhiêu đó, chứ không phải là vì nó vô nhiều mà nó nhiều bắt tiền, là không phải đó, anh em hiểu không? Nếu như mà một cái viên pin của cái remote xe hơi hay là remote cái cửa cuốn đó 3 V 3 V 7 mà nó cũng phủ bằng cái chất liệu coban với titan này, chắc chắn nó cũng mấy trăm ngàn rồi, không khác gì hết trơn á. Đó là cho cái điểm mấu chốt ở đây, viên pin nó mắc tiền là bởi vì cái chất liệu của nó, chứ không phải là cao siêu gì hết đó. Ok chưa? Thôi, hôm nay em biết tới đó, nhớ tới đó thì mình chia sẻ tới đó thôi. Anh em có gì cứ nhắn comment, rồi để sẽ có những cái phần 3, phần 4 tiếp theo để mình sẽ hiểu nhiều hơn về những cái dòng năng lượng này. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.